Làm sao để mua được thuốc Monopiravir kịp thời? Sau khi Cục Quản lý Dược Bộ Y tế công khai giá bán thuốc chứa hoạt chất Monopiravir điều trị COVID-19 do Việt Nam sản xuất, thì thuốc này được bán ra thị trường. Vấn đề là làm sao để người bệnh có thể mua được thuốc điều trị đúng, trúng và kịp thời, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Theo ghi nhận của báo chí, hầu hết số ca F0 mắc mới đều điều trị tại nhà. Thực tế số ca F0 nhiều, chưa kể F0 không khai báo và mua thuốc tự điều trị, dẫn đến nhu cầu thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 rất lớn. Ngày 27 tháng 2 liên quan đến sử dụng thuốc kê đơn, bao gồm thuốc kháng virus Monopiravir cho F0 nhẹ điều trị tại nhà, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho hay, Bộ Y tế đã công bố trong hướng dẫn mới nhất về quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, hướng dẫn tại quyết định 261 ngày 31 tháng 1 năm 2022. Thuốc được sử dụng khi được bác sĩ kê đơn, Bộ Y tế đã có các hướng dẫn về kê đơn thuốc này. Với các F0 điều trị tại nhà, trạm y tế lưu động hoặc đội y tế lưu động sẽ theo dõi sức khỏe kê đơn điều trị, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, việc khám chữa bệnh tại nhà cho các F0 được thực hiện bởi trạm y tế lưu động hoặc đội y tế lưu động, căn cứ vào số ca mắc và khu vực có ca mắc trên địa bàn phường xã để thành lập các trạm y tế lưu động hoặc đội y tế lưu động hỗ trợ cấp cứu cho người bệnh tại nhà. Việc khám bệnh kê đơn điều trị tại nhà thực hiện theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành, quyết định 261 nêu. Cụ thể có 4 nhóm thuốc điều trị COVID-19 tại nhà gồm có thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc kháng virus, thuốc chống viêm corticosteroid đường uống, thuốc chống đông máu đường uống. Liên quan sử dụng thuốc kháng virus Monopiravir điều trị cho F0 tại nhà đã được Bộ Y tế cấp phép, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho hay. Thuốc được sử dụng khi được bác sĩ kê đơn, Bộ Y tế đã có hướng dẫn về kê đơn thuốc này. Với các F0 điều trị tại nhà, trạm y tế lưu động hoặc đội y tế lưu động sẽ theo dõi sức khỏe kê đơn điều trị. Cụ thể, theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh hướng dẫn tại quyết định 261 đã lưu ý, thuốc kháng virus thực hiện kê đơn điều trị ngoại trú theo quy định tại thông tư số 52 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế, quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và thông tư 18 năm 2018 của Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 52. Hướng dẫn của Bộ Y tế cũng lưu ý, thuốc kháng virus cho người nhiễm COVID-19 tại nhà dùng sớm ngay sau khi có chẩn đoán xác định mắc COVID-19, tốt nhất trong ngày đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng, ưu tiên sử dụng cho những trường hợp có triệu chứng hoặc có nguy cơ cao, bệnh tiến triển nặng như người trên 65 tuổi chưa tiêm đủ vaccine có bệnh nền không ổn định. Thực tế, theo ghi nhận của báo chí, có các F0 nhẹ khó khăn để được kê đơn thuốc kháng virus Monopiravir do nhân viên y tế có thể không tiếp cận kịp thời, chủ yếu hướng dẫn cách ly tại nhà. Trong khi đó, thuốc kháng virus nên sử dụng sớm khi được phát hiện dương tính với COVID-19. Về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Khoa chia sẻ, Bộ Y tế đã hướng dẫn đầy đủ về kê đơn, sử dụng thuốc Monopiravir để tiếp cận kịp thời, kê đơn kịp thời cho các F0. Các địa phương cần tăng cường nhân lực đảm bảo theo dõi quản lý F0 nhẹ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.